Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 72, ngày 14, sẵn sàng chiến đấu. Sao-lơ và người Israel cũng tập trung đóng trại tại thung lũng Ela, dàn trận chống lại người Philistine. Sao-lơ và người Israel cũng tập trung đóng trại tại thung lũng Ela, dàn trận chống lại người Philistine. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Samuel nhất đoạn 17 câu 1 đến câu 3. Kinh Thánh Cựu Ước trang 269, Samuel nhất đoạn 17 câu 1 đến câu 3. Dân Philistine nhóm hiệp các đạo binh mình đặng làm giặc. Chúng hiệp tại Soko thuộc về xứ Juda và đóng trại tại Ephedamim giữa Soko và Aseka. Sao-lơ và người Israel cũng nhóm hiệp đóng trại tại trũng Ela và dàn trận cùng dân Philistine. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 2, chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Sao-lơ và người Israel cũng nhóm hiệp đóng trại tại trũng Ela và dàn trận cùng dân Philistine. Chúng ta đọc câu Kinh Thánh đã được tô màu nhé. Sao-lơ và người Israel cũng nhóm hiệp đóng trại tại trũng Ela và dàn trận cùng dân Philistine. Ở trong sách của chúng ta, trong phần tìm hiểu, em tô màu những địa điểm được nhắc đến trong phân đoạn Kinh Thánh trên. Chúng ta có một cái bảng ô chữ có những cái địa danh chúng ta tìm, và chúng ta sẽ tô màu những cái địa danh này nhé. Bây giờ đầu tiên chúng ta xem ở trong Kinh Thánh có những cái địa danh nào chúng ta làm dấu, chúng ta tô để hồi chúng ta dễ tìm nhé. Đây, tại Soko thuộc xứ Juda, rồi Ephedamim Soko Aseka, rồi Ela, chúng ta tô màu rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm ở trong bài tập nhé. Chỗ này cái hàng đầu tiên có chữ gì các em? Soko. Soko chứ không phải là sô-cô-la nhé. Soko. Soko. Rồi. Rồi cái hàng thứ hai là có chữ gì các em? Có địa danh gì? Juda. Xứ Juda. Xứ Juda. Rồi tiếp theo. Rồi có chữ gì nữa các em? Cái hàng thứ ba. Ephedamim. Tên này dài quá ha. Ephedamim. Rồi cái hàng thứ tư là có chữ gì các em? Aseka. A C K. Rồi cái hàng thứ năm là có chữ gì các em? Trũng Ela. Trũng Ela. Rồi như vậy chúng ta có các địa danh nè: Soko, xứ Juda nè, Ephedamim nè, Aseka nè, trũng Ela nè. Đó là những cái địa danh, những cái tên địa điểm. Người Philistine đến tấn công người Israel. Tuy nhiên, người Israel không hề sợ hãi mà sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù mình. Nhận biết.
Kẻ thù của em chính là tội lỗi. Chúa muốn em nhờ cậy Ngài để chiến thắng mọi tội lỗi trong đời sống em. Thực hành, em luôn giữ khoảng cách với tội lỗi như ví dụ như trong lúc chúng ta có lúc dịch bệnh xảy ra này thì người ta khuyến khích là 5K phải không các em? Có nghĩa là đeo khẩu trang nè, rồi giữ khoảng cách nè, rồi không tụ tập nè, vân vân. Thì ở đây mình để mình tránh tội lỗi hay là mình chiến thắng tội lỗi thì mình cũng phải giữ khoảng cách đối với tội lỗi. Thứ nhất là mình không nhìn là sao? Không nhìn những cái điều xấu, những cái phim xấu, những cái hình ảnh không tốt ở trên điện thoại, ở trên vi tính, ở trên truyền hình, ở trên sách báo. Như vậy mình ghi ở đây là không nhìn những hình ảnh xấu ở đây là gì? Đó là những hình ảnh mà người ta làm không có mặc quần áo hay là hở hang, những cái hình ảnh không tốt, là không nhìn những cái điều đó. Rồi không nghe gì các em? Ví dụ như mình xem những cái phim hài hay nghe những cái điều nhảm nhí, những cái điều người ta nói tục tiểu, nói bậy bạ là mình không có nghe. Không nghe những cái câu chuyện xấu, hoặc là không nghe người khác nói hành là nói xấu người khác, nói xấu người vắng mặt đó các em. Ví dụ như bạn mình nói bạn có muốn nghe tôi kể chuyện xấu của bạn này không? Mình nói muốn. Như vậy là mình tham gia nói hành rồi, không có đẹp lòng Chúa. Nếu mà ai nói mình như vậy thì mình nói là không, tôi không có muốn nghe nói xấu người khác. Rồi không thử. Có những cái điều mà mình biết đó là tội, mình biết đó là sai thì mình sẽ không thử làm những cái điều xấu. Ví dụ như đối với những cái chất kích thích như là hút thuốc nè, uống rượu nè, uống bia nè, những cái chất xì ke ma túy nè, thì người ta nói rằng không có thử dù chỉ một lần. Bởi vì khi chúng ta thử một lần thì chúng ta sẽ bị nghiện, có nghĩa là ghiền và không có bỏ được, cho nên rất là nguy hiểm. Nên những cái điều gì mà mình biết là xấu rồi thì mình không có làm, mình không có thử. Rồi không lại gần. Ví dụ như khi mà mình thấy người ta đánh bài, hay là mình thấy người ta đánh nhau, đánh lộn á, hoặc người ta cãi lộn nhau, hoặc là mình biết cái chỗ đó là cái chỗ xấu, cái chỗ không tốt, thì mình có không lại gần. Mình không lại gần những cái nơi xấu, những bạn xấu. Mình biết cái bạn đó là hay ăn cắp đồ, mình biết cái bạn đó là hay đánh nhau, mình biết cái bạn đó là hay nói tục chửi thề, thì mình không có lại gần, mình không có đến gần. Đó là cái cách mà mình sẵn sàng chiến đấu với những cái tội lỗi, giống như là mình giữ mình
khỏi cái dịch bệnh vậy. Tội lỗi rất là dễ lây lan giống như dịch bệnh, cho nên mình phải có những cái điều mà mình giữ khoảng cách đối với tội lỗi, như là giữ khoảng cách đối với dịch bệnh vậy. Em chiến đấu với chính tội lỗi đó bằng những cách nào? Mình có cần cầu nguyện không các em? Cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ cho mình. Rồi nhờ ba mẹ nhắc nhở mình, có không? Có, nhớ khi ba mẹ nhắc nhở, ba mẹ dạy là mình nên nghe. Chứ ba mẹ dạy cái mấy, có những em nói rằng con biết rồi, con nghe rồi. Rồi cái mình không nghe. Đến khi mà cái cám dỗ đến, cái mình phạm tội là không được. Cho nên mình còn phải nghe những lời nhắc nhở dạy dỗ của ba mẹ. Rồi nếu mà lỡ phạm tội thì sao các em? Lỡ làm thì sao? Mình ăn năn. Ăn năn có nghĩa là mình biết rằng đó là tội, mình xin lỗi Chúa, xin lỗi ba mẹ vì mình đã làm điều sai, và mình từ bỏ, mình không có làm điều đó nữa. Đó là ăn năn. Rồi bây giờ mình ghi ra lời cầu nguyện nhé. Tạ ơn Chúa dạy em biết kẻ thù của em là ai và em phải làm gì. Lạy Chúa, con biết kẻ thù của con là tội lỗi. Xin Chúa giúp con chiến thắng tội lỗi. Và luôn làm điều đẹp lòng Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con biết kẻ thù của con là tội lỗi. Xin Chúa giúp con chiến thắng tội lỗi và luôn làm điều đẹp lòng Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta luôn chiến thắng tội lỗi và làm những điều đẹp lòng Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo vào ngày mai nhé.